thế nào là không tam muội lấy hạnh không vô ngã để nhiếp tâm ấy gọi là không tam muội thế nào là vô tướng tam muội lấy hạnh tịch diệt hạnh viễn ly nhiếp tâm ấy là vô tướng tam muội thế nào là vô tác tam muội lấy hạnh vô thường hạnh khổ nhiếp tâm ấy là vô tác tam muội thế nào là tám bội xả bên trong có sắc tướng bên ngoài quán sắc là bội xả đầu bên trong không có sắc tướng bên ngoài quán sắc là bội xả hai tịnh bội xả là bội xả ba vừa qua hết thảy sắc tướng diệt tướng hữu đối không nghĩ đến hết thảy tướng sai khác quán hư không vô biên và vô biên không xứ cho đến vừa qua hết thảy phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ vào diệt thọ tưởng bội xả ấy gọi là tám bội xả thế nào là định chín thứ lớp đó là hành giả lìa dục lìa pháp ác bất thiện có giác có quán lìa dục sinh hỷ lạc vào sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền cho đến vượt qua phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ vào định diệt thọ tưởng ấy gọi là định chín thứ lớp thế nào là mười lực của phật đó là trí biết như thật phải đạo lý không phải đạo lý trí biết các nghiệp các pháp thọ báo biết chỗ tạo nghiệp biết nhân duyên biết quả báo của chúng sinh quá khứ vị lai hiện tại trí biết như thật các thiền định giải thoát tam muội định phân biệt tướng như sạch biết các căn cao thấp sai khác của chúng sinh, biết các tính dục kiến giải sai khác của chúng sinh, biết các tính của thế gian, biết chỗ đi đến của hết thảy, biết đời trước từ một đời cho đến vô lượng kiếp, biết như thật tiên nhãn thấy chúng sinh sinh đường lành đường dữ, như thật biết lậu hoặc hết nên được tâm vô lậu giải thoát, ấy là mười lực của Phật. Thế nào là bốn điều không sợ? Đó là Phật nói lời thành thật rằng ta là bậc nhiên thiên trí hoặc có sa môn bà la môn trời ma phạm và chúng sinh khác nói như thật rằng Pháp ấy ta không biết, thời cho đến ta không thấy có chút mảy may sợ hãi Vì thế ta được an ổn, được điều không sợ An chú chỗ thánh chúa ở giữa đại chúng cất tiếng giống sư tử Chuyển bánh xe pháp phạm ma, các sa môn bà la môn hoặc trời ma phạm Hoặc các chúng sinh khác thật không thể chuyển được Đó là điều không sợ thứ nhất Phật nói lời thành thật rằng Ta sạch hết các lậu hoặc nếu có sa môn bà la môn hoặc trời ma phạm và các chúng sinh khác nói như thật rằng hành đạo ấy không thể đưa ra khỏi thế gian, không thể hết khổ, thời cho đến ta không thấy có chút mảy may sợ hãi, vì thế ta được an ổn, được điều không sợ. An trú chỗ thánh chúa ở giữa đại chúng cất tiếng giống sư tử, chuyển bánh xe pháp, các xà môn bà la môn hoặc trời ma phạm hoặc các chúng sinh khác thật không thể chuyển được, đó là điều không sợ. Thứ tư thế nào là bốn trí không ngại đó là một trí biết nghĩa thông suốt không ngại hai trí biết pháp thông suốt không ngại ba trí biết từ ngữ thông suốt không ngại bốn trí biết vui nói thông suốt không ngại thế nào là trí biết nghĩa thông suốt không ngại đó là trí biết duyên theo nghĩa lý ấy là trí biết nghĩa thông suốt không ngại thế nào là trí biết pháp thông suốt không ngại là trí tuệ duyên theo giáo pháp là trí biết pháp thông suốt không ngại Thế nào là trí biết từ ngữ thông suốt không ngại? Là trí duyên theo từ ngữ, là trí biết từ ngữ thông suốt không ngại. Thế nào là trí biết vui nói thông suốt không ngại? Là trí tuệ duyên theo sự vui nói, ấy là trí biết vui nói thông suốt không ngại. Thế nào là 18 pháp không chung? Là thân Phật không có lỗi. Một là thần Phật không có lỗi, hai là miệng Phật không lỗi, ba tâm niệm phản không lỗi bốn phật không có dị tưởng năm phật không có tâm bất định sáu phật khó tâm không biết mà xả bỏ bảy sự ham muốn không giảm sút tám tinh tấn không giảm sút chín niệm không giảm sút mười tuệ không giảm sút mười một giải thoát không giảm sút mười hai giải thoát tri kiến không giảm sút mười ba hết thảy thân nghiệp hành theo trí tuệ mười bốn hết thảy khẩu nghiệp hành theo trí tuệ mười lăm hết thảy ý nghiệp hành theo trí tuệ 16. Trí tuệ biết đời quá khứ không ngại 17. Trí tuệ biết đời vị lai không ngại và 18. Trí tuệ biết đời hiện tại không ngại Thế nào là 32 tướng? một Lòng bàn chân bằng phẳng 2. Lòng bàn chân có tướng bánh xe đủ ngàn trăm 3. Ngón tay thon dài 4. Gót trần rộng và bằng 5. Ngón tay ngón chân có lưới lụa xòe như của chim nhạn 6. Tay chân mềm mại 7. Mô bàn chân cao và đầy 8. Bắt trụ đùi như na chúa y nê 8. Khi đứng thẳng, ngón tay sỏi đến đầu gối 10. Tướng âm tảm như châu chúa 11. Thân cao và rộng cân đối như cây ni cầu lại 12. Lồng trên thông, thần mọc xoay hướng lên 13. Mỗi lỗ chân lông có một sợi lông 14. Thân sắc vàng như màu hoàng kim 15. Có ánh sáng một trượng 16. Da mỏng mịn 17 7 chỗ trên thân đều đạn 18 dưới hai nách đầy đặn, 19 phần thân trên như sư tử, 20 thân to lớn và thẳng. 21 vai tròn và đẹp, 22 có 40 cái răng, 23 răng đều đặn, 24 răng trắng trong, 25 hai má như sư tử, 26 được thượng vị trong các vị, 27 lưỡi rộng dài, 28 có âm thanh như của trải phạm thiên, 29. Mắt xanh biếc 30. Lông mi như trầu chúa 31. Nhục kế ở trên đầu 32. Tướng lông trắng giữa hai chân mày 32. Tướng này xem giải thích rõ ở trang 173 chương 7 cuốn 4 tập 1 luận đại trí độ này Thân Phật thành tựu 32 tướng phóng hảo quang chiếu khắp 3 000 đại thiên thế giới Nếu muốn chiếu rộng thấy khắp 10 phương vô lượng vô số thế giới thì chúng sinh nên thọ nhận hảo quang một triệu ấy nếu phóng vô lượng ánh sáng thời không có số ngày tháng thời tiết năm âm thanh của phật biến khắp ba ngàn đại thiên thế giới nếu muốn âm thanh lớn thầy biến khắp mười phương vô lượng vô số thế giới tùy theo chúng sinh nhiều ít mà âm thanh đến khắp luận hỏi từ trước lại đây nơi nơi đều nói các pháp tính không làm sao phân biệt thế nào là có thiện bất thiện từ sau đó trở đi trong mỗi phẩm nói nghĩa không khác cớ gì tu bồ đề cứ mỗi mỗi hỏi lại đã việc ấy trên đã đáp rồi Lại nữa chúng sinh từ vô thủy Sinh tử lại đây tâm nhiễm chất sâu nặng khó hiểu Nên tu bồ đề cứ hỏi lại Lại nữa ba nhã ba la mật Muốn nói yếu nghĩa của tính không ấy nên thường hỏi Lại nữa khi Phật ở đời chúng sinh lại căn dễ ngộ Sau Phật diệt độ khoảng 500 năm Chúng sinh trong đời tự Pháp ưa đắm Phật Pháp Rơi vào chỗ đắm Pháp Hoặc nói các Pháp đều không như mộng như viễn Cứ gì lại có thiện bất thiện vì thế nên tu bổ đề thương xót chúng sinh Vị lai đột can không hiểu nên hỏi lại rằng Bạch Đức Thế Tôn nếu các pháp đều không cớ sao phân biệt có thiện bất thiện Trong đây Phật tự nói nhiều duyên Vì tâm phạm phu điên đảo Đối với các pháp đều khởi lên dị kiến điên đảo cho đến không thấy một pháp nào thật. Phạm phù đối với mộng thời đắm mộng, đối với người nằm mộng thời đắm việc người thấy mộng, cũng đắm việc trông thấy trong mộng. Hạ người ấy, nếu không tin tội phước thời khởi lên ba nghiệp bất thiện Nếu tin tội phước thời khởi lên ba nghiệp thiện Nghiệp thiện bất thiện bất động Nghiệp thiện là nghiệp ở trong cõi dục có quả báo vui thích Nghiệp bất thiện là nghiệp có quả báo yêu cầu khổ não Nghiệp bất động là nghiệp có quả báo sinh vào cõi sắc cõi vô sắc Bồ Tát biết ba thứ nghiệp ấy đều là hư dối không thật ở trong hai không vì chúng sinh thuyết pháp lấy rốt giáo không phá chấp pháp lấy vô thủy không phá chấp tướng chúng sinh ở vào trung đạo vì chúng sinh thuyết pháp đó là năm quần 12 nhập 18 giới đều là không như mộng như viễn cho đến như hóa ở trong ấy không có mộng cũng không có người thấy mộng Bồ Tát nói với chúng sinh rằng các người đối với pháp không vì tâm điên đảo nên sinh chấp trước Bồ Tát cho sức phương tiện nên từ trong điên đảo kép chúng sinh ra khỏi Thí như sàn tham là điên đảo đấy bố thí phá san tham mà chúng sinh lại đắm theo bố thí ấy nên lại nói quả báo bố thí vô thường không thật từ bố thí kéo chúng sinh ra khỏi khiến chỉ giới từ trong chỉ giới và quả báo chỉ giới kéo chúng sinh ra khỏi nói với chúng sinh rằng phước cõi trời hưởng hết thầy vô thường khổ não kéo chúng sinh ra khỏi nói với chúng sinh rằng phước cõi trời hưởng hết thầy vô thường khổ não kéo chúng sinh ra khỏi chỉ giới, khiến điều dục tu thiền định, lại nói thiền định và quả báo thiền định hư dối không thật, hay làm cho chúng sinh đoạn vào điên điên đảo, dù mỗi mỗi nhân duyên nói tội lỗi vô thường của việc bố thí chỉ giới thiền định để khiến chúng sinh an trú niết bàn. Phương tiện được niết bàn là bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung. Nếu bố thí chỉ giới thiền định là pháp thật, thỏi không nên dạy khiến ra lìa, như lấy bố thí chỉ giới phá pháp phu ấy là nhân tiền đạo phát sinh tùy lợi ích chúng sinh thời gian ngắn nhưng lâu dài thời kiến thời biến khác sinh ra khổ não để cũng giải khiến lìa bỏ Bồ Tát dùng sức phương tiện trước dạy chúng sinh bỏ tội tán thán phước đức bố thí chỉ giới tiếp đến nói việc bố thí chỉ giới cũng chưa thoát khỏi khổ não vô thường nên lại nói các pháp không chỉ xưng tán thần pháp đó là vô dư niết bàn khi ấy tu bổ đẻ hoan hỷ cho là rất hy hữu Bồ Tát có thể biết thời tướng các Pháp như vậy, nghĩa là biết rốt giáo không, mà vì chúng sinh thuyết Pháp khiến đạt đến vô dư niết bàn. Phật dạy đó là một việc hy hữu. Hỏi là, lại muốn biết Pháp hy hữu của Bồ Tát, hết thảy thành văn bích tri Phật không thể đáp Pháp hy hữu của Bồ Tát ấy muốn gì là người khác? Tu Bồ Đề hỏi, thế nào là lại có Pháp hy hữu? Phật đáp như trong kinh đây nói, hỏi, trong kinh này trước dạy khiến bố thí chỉ giới thiền định Này lại nói lại có gì sai khác Đáp trước nói về sinh thần Bồ Tát Nay nói về hóa thân Trước nói về bổ cõi nước Nay nói vô lượng thế giới Có các sai khác như vậy Hỏi nếu Bồ Tát biết Phật là Phước Điền Chúng sinh chẳng phải Phước Điền Ấy là chẳng phải Pháp Bồ Tát Vậy Bồ Tát dùng sức gì có thể làm cho Phật với giúp sinh bình đẳng? Đáp, Bồ Tát dùng sức bát nhã đối với hết thảy pháp tù tầm xúc giáo không, thế nên đối với hết thảy pháp không có phân biệt. Như xúc sinh do năm uẩn 12 nhập, 18 giới hòa hợp sinh, gọi là xúc sinh, Phật cũng như vậy, do các pháp lành hòa hợp, giả gọi là Phật. Nếu người thương xót chúng sinh được vô lượng phước đức, thời đối với Phật, sinh tầm chấp trước, trước khởi lên các ác sẽ mắc vô lượng tội, Thế nên biết vì hết thầy Pháp rốt giáo không Nên không khinh chúng sinh Không tầm ái trước quý trọng Phật Lại nữa thật tướng các Pháp là vô tướng Trong vô tướng ấy không phân biệt là Phật là chúng sinh Nếu phân biệt tức là chấp thủ tướng Thế nên xem bình đẳng Lại nữa Bồ Tát có hai Pháp môn Một là Pháp môn rốt giáo không Hai là Pháp môn phân biệt tốt xấu Và Pháp môn không thời được quán bình đẳng Và Pháp môn phân biệt thời các A-la-hán bích chi Phật Còn không bằng Phật cũng gì xúc sinh vì người kia khinh chúng sinh không thương xót bố thí nên giải khiến không phân biệt hỏi thần bồ tát chẳng phải cây đá cớ sao chúng sinh đến cắt xẻ mà không sinh tâm gì đáp có người nói bồ tát lâu ngày tu nhẫn ba la mật nên có thể không sở não như tiền nhân nhẫn nhục bị người cắt tay chân mà huyết đều biến làm sữa có người nói bồ tát từ vô lượng kiếp lại đây tu sâu tầm đại tử vi nên tuy có bị cắt xẻ cũng không yêu sầu thí như cây cỏ không có tâm giận có người nói bồ tát tu sâu bát nhã ba la mật chuyển đổi thần được quả báo bát nhã tâm không nên không biết rõ ràng khi bị các thân thể tâm cũng bất động như vật bên ngoài bất động bên trong cũng như vậy vì được quả báo bát nhã nên đối với các pháp không phân biệt gì có người nói thần bồ tát ấy không phải là trong vòng sinh tử mà là pháp tính sinh thần ngoài ba cõi chú trong quả báo thánh tâm vô lậu nên thần như cây đá mà có thể thương kẻ đến cắt xẻ. Bồ Tát ấy hy sinh tâm được như vậy, nên khi bị cắt xẻ, cướp giật vật bên trong bên ngoài, tâm vẫn không lay động. Ấy là pháp hy hữu của Bồ Tát. Lại nữa, pháp hy hữu là như trong kinh này nói, ta dùng mắt Phật xem thấy Bồ Tát trong mười phương thế giới, nhiều như các sông hằng vào trong địa ngục làm lửa tắt, nước sôi nguội lấy ba việc giáo hóa chúng sinh như trong kinh này nói hỏi nếu như vậy không nên có ba đường ác đáp chúng sinh trong ba đường ác vô biên vô lượng bồ tát tùy vô lượng vô biên mà số chúng sinh nhiều gấp vô lượng bồ tát tùy theo chúng sinh có nhân duyên có thể độ nếu ở trong ba đường ác mà có các công đức thời bồ tát độ còn kẻ tội trọng thời không thấy bồ tát trong tâm bồ tát chỉ một tướng không có phân biệt nên không mỗi mỗi tìm kiếm chúng sinh Thí như việc đại xá, kẻ tội gần mãn hạ thời được ra khỏi, kẻ không gần mãn hạ thời không mong ra. Hỏi, nếu chúng sinh cắt xẻ Bồ Tát hoặc ăn thịt Bồ Tát, thời phải có tội, làm sao được độ? Đáp, Bồ Tát có bản nguyện, nếu có chúng sinh ăn thịt ta, ta sẽ làm cho được độ, như trong kinh đầy nói. Chúng sinh ăn thịt Bồ Tát, thời sinh lòng từ Thí như có sắc thanh hương xúc, có người nghe thấy thời mừng, lại có người nghe thấy thời nổi giận, mùi vị cũng như vậy có người nổi giận, có người sinh lòng từ. Như trong kinh Tỳ Ma La Cật nói, ăn cơm có ý hương tích, mà có người bảy ngày được đạo, có người không được. Chẳng phải vì ăn thịt nên được độ, mà vì khỏi phát lòng từ nên được khỏi xúc sinh, mà sinh vào thiện xứ, cả Phật được độ. Có Bồ Tát trải qua vô lượng vô số kiếp, hành sâu lòng từ, lấy hy vật bên ngoài, cấp thí cho chúng sinh, ý trừ thỏa mãn, lại tự đem thân bố thí mới làm đầy đủ như trong kinh pháp hoa bồ tát dược vương lấy và châu báu bên ngoài cũng dường phật ý cho thỏa mãn lại lấy thân làm đèn cũng dường phật bấy giờ mới thỏa mãn lại nữa người có được vật bên ngoài tuy nhiều mà không cho là có ơn vì sao vì không phải là vật quý trọng đáng ưa khi được thân thể kia mới cảm kích kính trọng thế nên lấy thân bố thí bồ tát lại vì hàng chư thiên thuyết pháp như trong kinh đầy nói rộng lấy bốn việc nhiếp thủ chúng sinh là bố thí ái ngữ lợi hành và đồng sự bố thí có hai như trong kinh đầy nói rộng hỏi cớ gì lược nói bốn đạo khác mà nói rộng việc của nhân đạo đáp trong bà ác đạo vì khổ nhiều nên chúng sinh ít nghi nếu thấy việc thần thông hy hữu của bồ tát thời tin liền ưa đắm nên được độ trừ thiền vì có mắt trời tự thấy nhân duyên quả báo tội phước bồ tát hiện chút ít thần túc thời liền hiểu người vì mắt thịt trông thấy quả báo tội phước lại phần nhiều đắm theo thầy tà ngoại đạo và kinh sách tà kiến các phiền não có hai phần một là thuộc kiến hai là thuộc ái nếu chỉ có một phần thầy không thể thành tội lớn người có ba độc lại có sức tà kiến thầy có thể làm đủ việc ác nặng người tà kiến lại có tham dục sân giận thầy có thể làm việc tội nặng như tu đà hoàn tuy còn có ba độc song vì không có tà kiến nên không gây tội nặng rơi vào ba đường ác thế nên trong loài người nhiều người có ba độc tà kiến mắt không thấy nhân duyên tội phước nên khó độ vì khó độ nên phật nói nhiều hỏi nếu như vậy Thầy đối với bốn việc có gì nói nhiều về bố thí nói ít về ba việc kia đáp trong bố thí nhiếp đủ ba việc nên lấy tài khí tài thí pháp thí giáo hóa chúng sinh Thầy không việc gì không nhiếp Lại nữa trong bốn việc trước tiên mở rộng bố thí Thầy biết ba việc khác cũng như vậy Hỏi Nếu như vậy, cớ gì nói lược về bố thí mà nói rộng về pháp thí Đáp tài thí ít Pháp thí rộng rãi Vì cớ sao? Vì tài thí được quả báo có hạn được Pháp thí được quả báo không có hạn được Tài thí ràng buộc vào cõi dục Thọ quả báo ở cõi dục Pháp Thí cũng ràng buộc và thọ quả báo trong ba cõi và cũng là quả báo ra ngoài ba cõi. Tài Thí hay cho cái vui giàu sang trong ba cõi, Pháp Thí hay cho cái vui thường hằng của Niết Bàn. Lại, Tài Thí từ Pháp Thí sinh, nhờ nghe pháp mà làm bố thí lại nữa quả báo của tài thí chỉ được giàu vui không có các thứ khác quả báo của pháp thí cũng có giàu vui cũng có các thứ khác cho đến được quả báo phật đạo niết bàn do nhân duyên ấy nên nói nhiều về pháp thí hỏi trong kinh này cớ gì tu bổ đề hỏi bồ tát được trí nhất thiết trùng chăng? đáp ý tu bổ đề là nếu khi bồ tát được trí nhất thiết trùng thầy không còn gọi là bồ tát làm sao chưa được thành Phật mà có thể được trí nhất thiết chủng? Được trí nhất thiết chủng mới gọi là Phật. Nếu trước đã là Phật thì cần gì đến trí nhất thiết chủng? Phật đáp, này được trí nhất thiết chủng gọi là Bồ Tát. Đã được trí nhất thiết chủng thời gọi là Phật. Nói một cách chân thật, Bồ Tát không được, Phật cũng không được. Vì sao? Vì Bồ Tát thì chưa được, còn Phật đã được rồi không còn được lại. Theo Pháp Thế Tục nên nói Bồ Tát nay được, Phật đã được rồi. Theo đệ nhất nghĩa, thầy không có hết thầy Pháp, huống gì có Phật và Bồ Tát. Lại trong kinh đây nói, tâm Phật không khác Bồ Tát, Bồ Tát không khác tâm Phật. Thứ lớp nối nhau không dứt, lại hai tâm đều như vì không có khác, không có phân biệt. Hỏi định chính thứ lớp 32 tướng 80 vẻ đẹp tùy hình là Pháp thế gian chung có, Cứ gì gọi là Pháp không chung của xuất thế gian. Đáp, bốn thiền, bốn định vô sắc, định diệt thọ tưởng gọi là định chính thứ lớp. Đối với định diệt thọ tưởng chỉ thánh nhân có được Còn bốn thiền bốn định vô sắc Từ sơ thiền khởi lên không xen tâm khác mà vào nhị thiền Từ nhị thiền cho đến vào diệt tận định Trong mỗi mỗi niệm thọ nhận không xen tâm khác Nên gọi là thứ lớp Phạm phu là người tội, độn căn làm sao có thể được 32 tướng như truyền luân thánh vương để bà đạt đa, nan đà được tướng ấy. Tên gọi tuy đồng, mà về đầy đủ uy đức trong sạch đúng chỗ thải không đồng với phật như trước đã phân biệt tướng của chuyển luân thánh vương và tướng của phật khác nhau lại tướng ấy là quả báo của thánh pháp vô lậu quả tự tại theo ý vô lượng vô biên còn tướng của chuyển luân thánh vương là do nghiệp phước đức không được tự tại có hạn có lượng lại nữa, để bà Đạt Đa, nàn đà chỉ có 30 tướng, không phải có 32 tướng. Chuyển luân Thánh Vương tuy có 32 tướng mà không có uy đức, không đầy đủ, không đúng chỗ, đi kèm với tham ái, phiền não, vân vân. 80 vẻ đẹp tùy hình đầy đủ chỉ Phật và Bồ Tát có được. Những người khác có thể có số ít, hoặc ngón tay thon dài, hoặc bụng nhỏ, mà không có uy đức tốt đẹp nên không nói đến. Thế nên nói pháp xuất thế gian không trùng với phạm phu, không có lỗi. Hỏi từ trước lại đây nơi nơi nói các pháp năm Uẩn cho đến trí nhất thiết chủ mà không nói 32 tướng 80 vẻ đẹp tùy hình ấy. Này kinh này sắp hết, cứ gì trong mỗi phẩm lại nói. Đáp, Phật có hai thân là sinh thân và pháp thân. Trong hai thân ấy pháp thân là lớn, pháp thân lớn nên sự lợi ích nhiều như từ trước lại đã nói rộng này cần hết kinh về nghĩa sinh thân cần nên nói cho nên này nói lại nữa sinh thân tướng đẹp trang nghiêm là quả báo của thánh pháp vô lậu này thử lớp nói còn trên kia nói xen lẫn với các ba la mảnh. nghĩa của bốn niệm xứ vân vân như trước nói nghĩa của mười lực của phật là sâu xa này sẽ được nói hỏi mười lực của phật là nếu theo tướng chung mà nói thầy chỉ một lực đó là lực trí nhất thiết trùng nếu theo tướng riêng nói thời có ngàn vạn ước lực, theo mỗi pháp để gọi tên, nay có gì chỉ nói mười lực. Đáp, Phật thật có vô lượng trí lực, song chỉ vì chúng sinh không thể có được, không thể hành được nên không nói. Mười lực ấy đối với chúng sinh có thể độ vừa đủ dùng để độ. Vì sao? Vì Phật dùng trí lực thị xứ phi xứ quyết định biết lẽ nhân quả trong hết thảy pháp, nghĩa là tạo nghiệp ác, thời đọa vào đường ác, là có lẽ ấy thị xứ tạo nghiệp ác mà sinh lên cõi trời là không có lẽ ấy phi xứ làm nghiệp thiện cũng như vậy không lìa năm triển cái không tu bảy giác chi mà được đạo không có lẽ ấy phi xứ lìa năm triển cái tu bảy giác chi mà được đạo có lẽ ấy thị xứ chín trí lực kia đều vào trong trí lực này phật dùng trí lực này chủ lượng chúng sinh trong mười phương sáu được kẻ có thể độ kẻ không thể độ Kẻ có thể độ, thầy dùng mỗi mỗi nhân duyên thần thông biến hóa để độ thoát. Kẻ không thể độ, thầy đối với người ấy tu tâm xả. Thí như thầy thuốc hay, xem tướng trạng của bệnh mà thẩm định biết có thể sống. Thầy chữa trị, không thể sống, thầy giải bỏ. Phương tiện độ chúng sinh của nghiệp được kia, người do nghiệp mà thọ thân bị ràng buộc trong thế gian, do lực thiền định nên được giải thoát. Hành giả tất phải tìm hiểu khổ từ đâu sinh, do đâu diệt, thế nên dùng hai lực. Nghiệp lực có hai phần, một là nghiệp sách có thể dứt nghiệp ác, hai là nghiệp nhơ. Nghiệp sạch là thiền định giải thoát các tam muội nghiệp không sạch là nghiệp cho thọ thân trong bà cõi. Người có hai hạng, hạng độn căn vì thọ thân nên tạo nghiệp, hạng lợi căn vì diệt thân nên tạo nghiệp. Hỏi nếu như vậy, cớ gì không đều dạy khiến làm nghiệp sạch? Đáp vì chúng sinh căn có lợi độn. Hỏi chúng sinh vì sao có lợi độn? đáp vì lực mạnh của dục chúng sinh có tâm ác dục thường vào chỗ ác nên độn dục là tham muốn tham muốn việc tội sinh nghiệp ác nên độn người ham muốn thiện thời vui đạo tu các pháp trợ đạo nên lợi hỏi chúng sinh vì sao không đều ham muốn thiện đáp vì thế mà phật nói thế gian có mỗi mỗi tính tính thiện tính ác người tính ác ham muốn điều ác ham muốn ác nên càng độn như tính lửa nóng tính nước ướt không nên trách vì sao Hỏi ham muốn ác tức là tính ác có gì sai khác mà làm thành hai lực. đáp có tính trước vì muốn được nên phát sinh. Thí như trước có ghẻ vì chạm đến nên ra máu. Tính ở trong ham muốn ở ngoài. Tính nặng ham muốn nhẹ. Tính khó trừ ham muốn dễ bỏ. Tính sâu ham muốn cạn. Dùng tính tạo nghiệp chắc sẽ thọ báo. Dùng ham muốn tạo nghiệp không chắc thọ báo. Có sai khác như vậy. Lại có người nói, tập thường ham muốn tăng trưởng bẻ thành tính, tính cũng có thể phát sinh ham muốn. Người ấy nếu đời này hoặc đời sau thường tập ham muốn thời trở thành tính, từ tính ấy mà làm ác làm thiện. Nếu ở tính thiện thời có thể độ, nếu ở tính ác thời không thể độ. Phật đã biết hai tính của chúng sinh rồi, lại biết quả báo kia theo đường thiện đường ác khác nhau. Tính ác thời đọa vào ba đường ác, tính thiện thầy thành bốn đường người trời Atula và Niết Bàn. Hỏi trí lực biết chỗ đến của hết thảy với lực thiền nhãn có gì sai khác? Đáp lực thiên nhãn chỉ thấy được khi sinh khi chết, còn đây là biết được khi chưa chết. Thiên nhãn thấy nhân biết quả, còn đây thấy quả báo tội phước hiện tiền, đó là trí lực biết chỗ đến của hết thảy, trí xứ đạo lực. Hỏi thành phần bích Tri Phật cũng được niết bàn, cũng có thể giáo hóa chúng sinh, cớ sao không có lực ấy đáp vì thế mà nói ba lực sau biết việc chúng sinh trong ba đời thông suốt cùng khác dùng lực biết mạng sống đời trước biết khắp việc gốc ngọn quá khứ của hết thầy chúng sinh do lực thiên nhãn sinh tử biết khắp vô lượng việc trong đời vị lai của chúng sinh biết như vậy rồi biết chúng sinh trong hiện tại người có thể độ thời vì họ nói pháp rất hết lợi hoặc vì thế nên chỉ có Phật mới có lực ấy, hàng nhị thừa không có. Như có một người ngay trong một ngày có thể được A-la-hán, mà xá lợi Phật nói trong một ngày không thể có nhân duyên được đạo, Bèn bỏ đi mà không chịu độ. Lúc xế chiều, Phật dùng thần thông túc mạng, thấy người ấy trải qua hơn 8 vạn kiếp trước có nhân duyên được độ, nay đã thành tựu, nên Phật thuyết pháp cho để được đạo quả A-la-hán. Lại nữa, Phật dùng trí lực đầu, biết tướng chúng sinh có thể độ hay không thể độ, dùng lực thứ hai biết chúng sinh bị hai chứa ngăn che người không bị ngăn che thời dùng lực thứ ba biết chúng sinh người có thể định giải thoát tịnh bất tịnh dùng lực thứ tư biết căn tính chúng sinh có loại có độn có thể thông hiểu pháp tính không thông hiểu pháp tính dùng lực thứ năm biết nhân duyên căn loại độn và ham muốn thiện ác của chúng sinh dùng lực thứ sáu biết mỗi mỗi tính của hai dục Dùng lực thứ bảy biết căn loại đột và bảy chỗ quả báo thiện ác của chúng sinh. Dùng lực thứ tám biết nghiệp thiện ác đời trước của chúng sinh chứa ngại hay không chứa ngại. Dùng lực thứ chín biết chúng sinh đời nay chưa thể độ, sinh đời sau có thể độ. Dùng lực thứ mười biết chúng sinh do cửa giải thoát không mà vào niết bàn. Hoặc do cửa vô tướng vô tác mà vào niết bàn biết chúng sinh đối với kiến đế đạo, tư duy đạo, trong mỗi niệm dứt được bao nhiêu kiết sử do 19 lực ấy chủ lượng nhân duyên của chúng sinh có thể độ mà vì họ thuyết pháp do thế mà thuyết pháp không uổng lại hỏi trí tuệ của phật vô lượng thân tướng phật cũng vô lượng lại thần phật hơn các thiên vương cớ gì phật đầu với truyền lên thánh vương có 32 tướng đáp 32 tướng không nhiều không ít nghĩa lý như trước đã nói lại nữa có người nói tướng của phật và bồ tát không hiện nhất định như chồng đầy nói, tùy theo chỗ chúng sinh ưa thích có thể dẫn dắt tâm họ mà hiện tướng. Lại hoặc như có chúng sinh không quý vàng mà quý các sắc khác như lưu ly, pha lê, kim cương. Nếu người thế gian như vậy, thầy Phật không hiện sắc vàng mà hiện các sắc đáng ưa khác. Lại hoặc có chúng sinh không quý ngón tay thon dài và có màn lưới vì ngón tay dài có móng sắt là tướng quỷ, là sát. Vậy màn lưới là tướng chim nhạn làm việc không tiện như mặc áo vân vân thầy cần dùng làm gì hoặc như ở nước kế tân bồ tát gì đế lại thiên lị tay có màn lưới người cha ghét cho là quá dị lấy dao cắt đi nói rằng sao con ta giống như chim hoặc có người không ưa vai tròn lớn cho là giống như biếu hoặc cho bụng không hiện bày như tướng đói hoặc cũng có người cho mắt xanh là không đẹp, chỉ ưa mắt trắng đen phân minh vân vân. Thế nên biết phần tùy chỗ ưa thích của chúng sinh mà hiện tướng, như vậy thường không do nhất định. Có người nói 32 tướng ấy thật có nhất định do sức thần thông biến hóa thân theo chỗ ưa thích của chúng sinh mà hiện tướng. Có người nói phần có khi thần thông biến hóa, có khi theo chỗ sinh ở thế gian, chỗ sinh, chỗ sẽ sinh đến không được nói do thần thông biến hóa lại trong ba ngàn đại thiên thế giới sinh ra theo chỗ chúng sinh có thể độ mà hiện tướng như trong kinh mật tích nói hoặc hiện thân sắc vàng hoặc hiện thân sắc bạc hoặc hiện sắc mặt trăng mặt trời tinh tú hoặc dài hoặc ngắn tùy theo chúng sinh có thể rắc dẫn mà hiện tướng ở đây tùy theo người nước thiên trúc trong cõi diêm phủ đài ưa thích thời phật hiện 32 tướng ngự nước thiên trúc đến này cố sửa bắp vai cho dài lớn trên đầu đều có bệnh tóc là đẹp theo như tướng người nói tướng năm chỗ dài là đẹp. Theo như tướng người nói tướng năm chỗ dài là đẹp. Theo như tướng người nói tướng năm chỗ dài là đẹp. Theo như tướng người nói tướng năm chỗ dài là đẹp. Tướng mắt, mũi, lưỡi, cánh tay, ngón tay, đùi, tay chân hoặc có bánh xe hoặc như hoa sen hoặc màu trắng ốc hoặc như mặt trời mặt trăng. Thế nên bàn tay bàn chân phải có tướng bánh xe ngạt tâm, ngón tay thòn dài, mũi cao đẹp, lưỡi rộng dài và mỏng. Những lưỡi tướng như vậy đều hơn các tướng đã quý như trước nên khởi tâm cung kính. Có cõi nước Phật hiện ra ngàn vạn tướng hoặc vô lượng vô số tướng hoặc năm sáu ba bốn tướng. Ở đây vì theo chỗ ưa thích của người thiên trúc nên Phật hiện 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình. Hết cuốn 88 theo bản Hán. Cuốn 89 Kinh Thế nào là 80 vẻ đẹp tùy hình? 1. Đỉnh đầu không thể thấy 2. Mũi thẳng cao đẹp lỗ mũi kín 3. Mí mắt như tròn mới mọc có màu xanh liu ly li. 4. Vành tay mọc thỏng xuống 5. Thần chắc thật như lực sĩ trải na la riêng 6. Khớp xương như móc cầu 7. Mỗi lần thân xoay như voi chúa 8. Khi đi trần cách đất 4 tấp có dấu ấn hiện trên đất 9. Móng tay màu đồng đỏ mỏng và mướt 10. Xương đầu gối cứng tròn đẹp 11 thân sạch sẽ, 12 thân mềm mại, 13 thân không cong, 14 ngón tay tròn thon, 15 ngón tay đẹp. 16 mạch sâu, 17 mắt cá kín. 18 thân mịn màng, 19 thân vững chắc, đi không xiềng xẹo. 20 thân đầy đặn, 21 thước đầy đủ, 22 dung nghi đầy đặn, 23 chỗ ở yên ổn không thể động, 24 uy đức chấn động hết thảy. 25 mọi người đều ưa xem, 26 mặt khớp lớn dài 27 dung mạo đoan chính không pha tạp 28 mặt đầy đủ 29 môi đỏ như màu trái tần bà 30 âm vang sầu lắng 31 rốn sâu tròn đẹp 32 lông trên thân xoay về phía hữu 33 tay đầy đủ 34 tay chân vừa ý 35 chỉ tay rõ ràng ngay thẳng 36 chỉ tay dài 37 chỉ tay không dứt 38 chúng sinh ác tâm trông thấy hỏa vui 39 mặt rộng đẹp, 40 mặt đầy đặn trong sáng như trăng, 41 theo ý chúng sinh vui vẻ cùng nói, 42 lỗ chân lông tỏa mùi thơm, 43 miệng tỏa mùi thơm, 44 nghi dung như sư tử, 45 đi đứng như voi chúa, 46 cách đi như ngỗng chúa, 47 đầu như quả ma la đà, 48 âm thanh rõ ràng, 49 răng bén, 50 sắc lưỡi màu hồng. 53 Lồng trong sạch, Năm tư mắt rộng dài, năm năm tướng các khiếu lỗ đầy đủ, năm sáu tay trần trắng thuần như hoa sen, năm bảy rốn không bảy, năm tám bụng không bảy, năm chín bụng nhỏ, sáu mươi thân không khuyên động, sáu mốt thân chắc địch, sáu hai phần thân lớn, sáu ba thân cao giáo, sáu tư tay trần sạch mềm mại, sáu năm hào quang thân dài một trượng, sáu sáu thân chiếu sáng khi đi, sáu bảy xem chúng sinh bình đẳng, sáu tám không khi khi chúng sinh 69 theo âm thanh của chúng sinh không quá không giảm 70 thuyết pháp không sai khác 71 tùy theo ngôn ngữ của chúng sinh mà thuyết pháp 72 có nhân duyên theo thứ lớp thuyết pháp 74 có tướng hết thảy chúng sinh không thể xem hết được 75 người xem không nhàm chán 76 tóc dài đẹp 70 màu tóc như ngọc xanh 80 tay chân có đức tướng này tu Bồ Đề ấy là 80 vẻ đẹp tùy hình thành tiệu nơi thân Phật. Như vậy Bồ Tát do hai trí nhiếp thủ chúng sinh đó là tài thí và pháp thí. Ấy là việc hy hi hữu khó bì kịp của Bồ Tát. Làm sao Bồ Tát dùng ái ngữ nhiếp thủ chúng sinh? Bồ Tát lấy ba la mật vì chúng sinh thuyết pháp nói rằng các người tu sáu ba la mật thu nhiếp được hết thảy thiện pháp. Làm sao Bồ Tát lấy lợi hành nhiếp thủ chúng sinh? Đó là Bồ Tát thường dạy chúng sinh khiến tu sáu ba la mật làm sao bồ tát lấy đồng sự nhiếp thủ chúng sinh đó là bồ tát dùng sức năm thần thông các cách biến hóa đi vào trong năm đường cùng sự việc với chúng sinh đó là lấy bốn việc nhiếp thủ chúng sinh lại nữa bồ tát khi hành bát nhã ba la mật giáo hóa chúng sinh rằng này thiện nam tử nên khéo học phân biệt các mẫu chữ và nên khéo biết một mẫu chữ cho đến 42 mẫu chữ khéo biết hết thảy ngôn ngữ đều từ trong mẫu chữ thứ hai cho đến mẫu chữ thứ 42 hết thảy ngôn ngữ đều vào trong ấy một mẫu chữ đều vào trong 42 mẫu chữ 42 mẫu chữ cũng vào trong một mẫu chữ chúng sinh ấy nên khéo học 42 mẫu chữ như vậy khéo học 42 mẫu chữ rồi có thể khéo biết phép tắc của mẫu chữ khéo biết phép tắc của mẫu chữ rồi khéo biết phép tắc không có mẫu chữ này này tu bồ đề như Phật khéo biết phép tắc mẫu chữ Khéo biết mẫu chữ, khéo biết không có mẫu chữ. Vì phép tắc không có mẫu chữ nên nói phép tắc mẫu chữ. Vì sao? Vì vượt qua hết thành danh tự gọi là Phật Pháp. Tù Bồ Đề Bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn nếu chúng sinh rốt ráo không thể có được, Pháp cũng rốt ráo không thể có được, Pháp tính cũng rốt ráo không thể có được, vì rốt ráo không vô thủy không. Vậy Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật cho đến thí ba la mật, khi hành bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, 37 pháp trợ đạo, 18 không vô tướng vô tác tam muội, tám bội xả, định chín thứ lớp, 10 lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn trí không ngại, 18 pháp không chung, 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, làm sao chú trong năm thần thông do quả báo được mà vì chúng sinh thuyết pháp, chúng sinh thật không thể có được vì chúng sinh không có được nên sắc không thể có được cho đến thức cũng không thể có được vì năm uẩn không thể có được nên sáu ba la mật cho đến tám mươi vẻ đẹp tùy hình đều không thể có được trong không thể có được không có chúng sinh không có sắc cho đến không có tám mươi vẻ đẹp tùy hình vậy làm sao bồ tát hành bát nhã ba la mật có thể vì chúng sinh thuyết pháp bạch đức thế tôn bồ tát khi hành bát nhã ba la mật Bồ Tát còn không thể có được hướng gì có Pháp Bồ Tát. Phật bảo tu Bồ Đề, như vậy, như vậy, như lời ông nói. Vì chúng sinh không thể có được, nên biết nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô thỉ không, tán không, các pháp không, tự tướng không, tính không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không. Vì chúng sinh không thể có được, nên biết năm uẩn không, 12 nhập không, 18 giới không, 12 nhân duyên không, 4 đế không, ngã không, thọ giả, mạng giả, kẻ sinh, kẻ nuôi, kẻ dưỡng, chúng số, người, người làm, người khiến làm, khởi dậy, người khiến khởi dậy, lãnh thọ, người khiến lãnh thọ, kẻ biết, kẻ thấy đều không, vì chúng sinh không thể có được. Nên biết bốn thiền không, bốn tâm vô lượng không, cho đến tám phần thánh đạo không, không không, vô tướng không, vô tác không, tám bội xà không định chín thứ lớp không vì chúng sinh không thể có được nên biết mười lực của phật bốn điều không sợ bốn trí không ngại mười tám pháp không chung không nên biết quả tu đà hoàn không cho đến đạo bích tri phật không bồ tát không vô thượng tránh đọc tránh giác không này tu bồ đề bồ tát thấy hết thảy pháp không như vậy vì chúng sinh thuyết pháp không mất các tướng không bồ tát khi quá như vậy biết hết thảy pháp thông suốt không ngại biết hết thảy pháp không ngại rồi không phá hoại các pháp tướng không hai không phân biệt chỉ vì chúng sinh mà như thật nói pháp thí như người của phật biến hóa người biến hóa lại hóa làm vô lượng ngàn vạn ước người có người dạy khiến bố thí có người dạy trì giới có người dạy nhẫn nhục có người dạy tinh tấn có người dạy thiền định có người dạy trí tuệ có người dạy bốn thiền bốn tâm vô lượng bốn định vô sắc ý ông nghĩ sao người của phật biến hóa ấy có phá hoại pháp tính chăng Tù bổ đề thưa thưa không bạch thế tôn các người biến hóa ấy không có tâm, không có tâm tâm số pháp, làm sao phân biệt phá hoại các pháp. Này tu bổ đề, thế nên biết, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, vì chúng sinh đúng chỗ thích hợp thuyết pháp, kéo chúng sinh ra khỏi điên đảo, khiến được ở vào chỗ nên ở, vì pháp không trói không mở, vì sao? Vì sắc không trói không mở, thọ tưởng hành thức không trói không mở, sắc không trói không mở, thời không phải là sắc, thọ tưởng hành thức không trói không mở, thời không phải là thức. Vì sao? vì sắc rốt giáo thanh tịnh thọ tưởng hành thức cho đến hết thải pháp hoặc hữu vi hoặc vô vi cũng rốt giáo thanh tịnh như vậy bồ tát vì chúng sinh thuyết pháp cùng không thủ đắc tướng chúng sinh và hết thải pháp hết thải pháp không thể có được nên bồ tát không chú pháp nên chú trong pháp tướng đó là sắc không cho đến hữu vi vô vi pháp không vì sao vì tự sắc cho đến hữu vi vô vi pháp tự tính không thể có được không chỗ chú pháp không có sở hữu không chú ở pháp không có sở hữu tự tính pháp không chú trong tự tính pháp tha tính pháp không chú trong tha tính pháp vì sao vì hết thảy pháp đều không thể có được pháp không thể có được thời chú vào đâu như vậy bồ tát hành bát nhã ba la mật do các không ấy có thể nói pháp như vậy hành bát nhã ba la mật như vậy đối với chư phật và thanh văn bích chi phật không có lỗi vì sao vì chư Phật, Bồ Tát, Bích Tri Phật, A-La-Hán được Pháp ấy rồi Vì chúng sinh thuyết Pháp cũng không chuyển đổi thật tướng các Pháp Vì sao? Vì như Pháp tính thật tế không thể chuyển đổi Sao vậy? Vì tính các Pháp không có Tu Bồ Đề Bạch Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn nếu Pháp tính như thật tế không chuyển đổi Vậy sắc với Pháp tính khác nhau chăng? Sắc với như thật tế khác nhau chăng? Thọ tưởng hành thức cho đến Pháp hữu vi vô vi thế gian Suốt thế gian hữu lậu vô lậu khác nhau chăng Phật dạy không khác sắc không khác Pháp tính không khác Như không khác Thật tế không khác Thọ tưởng hành thức cho đến Pháp hữu lậu vô lậu cũng không khác Tu Bồ Đề Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn Nếu sắc không khác Pháp tính không khác Như không khác Thật tế không khác Thọ tưởng hành thức cho đến hữu lậu vô lậu không khác Thời làm sao phân biệt hắc nghiệp có hắc báo Là quả báo địa ngục xúc sinh ngạ quỷ bạch nghiệp có bạch báo là quả báo sinh cõi trời cõi người hắc bạch nghiệp có hắc bạch báo nghiệp chẳng hắc chẳng bạch có quả báo chẳng hắc chẳng bạch đó là quả tu đà hoàn cho đến vô thượng tránh đẳng tránh giác Phật bảo tu bồ đề theo thế đế nên phân biệt nói có quả báo chẳng phải theo đệ nhất nghĩa trong đệ nhất nghĩa đế không thể nói nhân duyên quả báo vì sao vì đệ nhất nghĩa đế thật không có tướng không có phân biệt cũng không có ngôn thuyết gọi là sắc cho đến pháp hữu lậu vô lậu tướng chẳng sinh chẳng diệt chẳng nhơ chẳng sạch vì rốt giáo không vô thì không tu bồ đề bạch phật Bạch Đức Thế Tôn, nếu vì theo thế đế nên phân biệt nói có quả báo, chẳng phải theo đệ nhất nghĩa đế. Thầy hết thảy phàm phu lẽ đáng có quả tu đà hoàng cho đến vô thượng tránh đẳng tránh giác. Phật bảo tu bồ đề ý ông nghĩ sao? Người phàm phu có biết đó là thế đế, đó là đệ nhất nghĩa đế chăng? Nếu biết người phàm phu ấy lẽ đáng là quả tu đà hoàn cho đến vô thượng tránh đẳng tránh giác. Này tu Bồ Đề vì người phạm phu thật không biết thế đế, không biết đệ nhất nghĩa đế, không biết đạo, không biết phân biệt đạo quả, làm sao họ có các quả được? Này tu Bồ Đề, thánh nhân biết thế đế, biết đệ nhất nghĩa đế, có đạo, có tu đạo, vì thế nên thánh nhân có các quả sai khác. Tu Bồ Đề bạch Phật, tu đạo được quả chăng? Phật dạy không được, tu đạo không được quả, không tu đạo cũng không được quả, cũng không lìa đạo được quả cũng không chú ở trong đạo được quả như vậy bồ tát khi hành bát nhã ba la mật vì chúng sinh nên phân biệt quả và cũng không phân biệt đó là tính hữu vi tính vô vi bạch đức thế tôn nếu không phân biệt tính hữu vi tính vô vi mà được các quả cớ sao thế tôn nói dứt hết ba kiết gọi là tu đà hoàn dấp nộ si mỏng gọi là tư đà hàm dứt hết năm hạ phần kiết gọi là a na hàm dứt hết năm thượng phần kiết gọi là a la hán biết pháp có tập hợp đều có tướng tán diệt gọi là đạo bích Tri phật giữ hết thảy phiền não và tập khí gọi là vô thượng tránh đẳng tránh giác bạch đức thế tôn con làm sao biết không phân biệt tính hữu vi tính vô vi mà được các đạo quả phật bảo tu bổ đề ông trò quả tu đà hoàn quả tư đà hàm sẽ đến vô thượng tránh đẳng tránh giác các quả ấy là hữu vi là vô vi chăng tu bổ đề thưa đều là vô vi này tu Bồ Đề, trong pháp vô vi có phân biệt chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này tu Bồ Đề, nếu người thiện nam kẻ thiện nữ thông suốt hết thảy pháp hoặc hữu vi hoặc vô vi đều là một tướng, tức vô tướng khi ấy còn có phân biệt hoặc hữu vi hoặc vô vi chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này tu Bồ Đề, như vậy, Bồ Tát bị chúng sinh thuyết pháp không phân biệt các pháp, vì nội không cho đến vô pháp hữu pháp không. Bồ Tát ấy tự mình được pháp không có chất trước, trước cũng dạy người khiến được pháp không có chấp trước hoặc thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật hoặc sơ thiền cho đến đệ tứ thiền hoặc tứ bi hỷ xả cho đến phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ hoặc bốn niệm xứ cho đến trí nhất thiết trùng bồ tát ấy tự mình không chấp trước cũng dạy người không chấp trước vì không chấp trước nên không chướng ngại gì Thí như người của phật biến hóa làm việc bố thí cũng không lãnh thọ quả báo bố thí chỉ vì chúng sinh cho đến tu nhất thiết Chí nhất thiết chủng cũng không lãnh thọ quả báo của trí nhất thiết chủng bồ tát cũng như vậy hành sáu ba la mật cho đến hết thải pháp mà không chú pháp hữu lậu vô lậu hữu vi vô vi cũng không thọ báo mà chỉ vì độ chúng sinh vì sao vì bồ tát ấy khéo thông đạt thật tướng các pháp luận hỏi tám mươi vẻ đẹp tùy hình là pháp trang nghiêm thân cớ sao ở trong thải thức biết đầy đủ lại là một ở trong các vẻ đẹp tùy hình Đáp thức ấy là thức do quả báo sinh Đối với thế gian tốt hay xấu tự nhiên biết được Còn thức của người phạm phu không đầy đủ Nên phải học theo cách người khác mới biết được Phật ở trong thai một năm đầy đủ sung mãn mới sinh Nên thần và thức đều đầy đủ Những người khác hoặc 8 tháng hoặc 9 tháng ở trong thai Nói chung là 10 tháng Bồ Tát ở trong thai 10 tháng nói chung là được một năm thời thân căn đầy đủ Thức do quả báo sinh cũng đầy đủ hỏi chỗ chân đứng yên với chỗ ở yên sai khác thế nào đáp chỗ ở yên là như kẻ dũng sĩ tại gia cầm chặt gậy gọc ở yên một chỗ không thể lay động lại khi xuất ra, ma dân ác quỷ không thể làm chuyển động mà lùi bỏ nghĩa của 42 mẫu chữ như trong đại thừa có nói một mẫu chữ vào hết trong các mẫu chữ thí như hai số 1 hợp lại làm 2 3 số 1 hợp lại làm 3 4 số 1 hợp lại làm bốn như vậy cho đến ngàn vạn lại như chữ a là định a biến thành la cũng biến thành ba như vậy đều vào trong 42 mẫu chữ 42 mẫu chữ và trong một mẫu chữ là 42 mẫu chữ đều có phần chữ a phần chữ a lại vào trong chữ a khéo biết chữ nên khéo biết tên các pháp khéo biết tên các pháp nên khéo biết nghĩa các pháp không có mẫu chữ tức là nghĩa thật tướng của các pháp vì sao vì trong nghĩa của các pháp, các pháp không có danh tự Tu Bồ Đề hỏi Nếu các pháp rốt giáo không, không có danh tự Làm sao Bồ Tát trú trong sáu thần thông Do quả báo sinh mà vì chúng sinh thuyết pháp Nếu rốt giáo không có chúng sinh, thoải không có pháp Phật chấp thuận lời Tu Bồ Đề nói Như vậy, như vậy Vì 18 không nên hết thải pháp không thể có được ngã vào chúng sinh cho đến kẻ biết kẻ thấy cho đến nên biết phật bồ tát cũng đều không biết như vậy rồi mà vì chúng sinh thuyết pháp không ấy nếu chúng sinh là thật có mà vì họ thuyết không thầy không thể được vì chúng sinh không nhưng do điền đạo thành có thế nên bồ tát không bỏ mất không mà vì chúng sinh thuyết pháp không bỏ mất tức là không làm cho các pháp đều không còn pháp được nói chẳng không nếu cho pháp được nói chẳng không thời là làm mất tướng không nếu miệng nói không mà tâm là có cũng là bỏ mất không. Trong đây Phật tự nói, tướng pháp không hài không hư hoại. Muốn rõ ràng việc ấy nên Phật nêu thí dụ như người do Phật biến hóa biến làm nhiều người. Vì chúng sinh thuyết pháp hoặc thuyết về công đức trì giới, bố thí, phương tiện thuyết pháp như vậy không có lỗi mà có thể kéo chúng sinh ra khỏi điên đảo vì pháp không trói không mở. Trong đệ nhất nghĩa đế không trói không mở, trong thế đế nên có trói có mở. Trong đây Phật tự nói nhân duyên Sắc không trói không mở Vì sao? Vì trong không trói không mở ấy không có sắc tướng Cho đến thức cũng như vậy Bồ Tát dùng Pháp chẳng chú như vậy Nên chú trong không Pháp Vì chúng sinh thuyết Pháp Chúng sinh không thể có được Vì chúng sinh và hết thảy Pháp không thể có được Trong đây Phật tự nói nhân duyên Pháp không có sở hữu Không chú trong Pháp không có sở hữu Thí như hư không, không chú nơi hư không tự tính pháp không chú nơi tự tính pháp thí như lửa không chú nơi lửa pháp tha tính không chú nơi pháp tha tính thí như trong tính nước không có tính lửa lại vì tha tính bất định nếu thành tịnh thuyết pháp được như vậy thời bồ tát ấy đối với chư phật thánh hiền không có lỗi vì sao vì chư phật thánh hiền không nhiễm trước pháp người thí pháp cũng không nhiễm trước pháp chư Phật thánh hiền vì rốt giáo không, lấy tướng tịch diệt làm sở hành của tâm, người thuyết pháp cũng như vậy. Chư Phật thánh hiền vào ba môn giải thoát được thật tính các pháp, đó là vô dư niết bàn. Người thuyết pháp theo pháp ấy nên không có lỗi. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, chư Phật hiền thánh được pháp ấy rồi vì chúng sinh thuyết pháp, không làm chuyển đổi pháp tính vì pháp tính không vô tướng. Tu Bộ Đề Bạch Phật nếu không chuyển đổi pháp tính, thời sắc cùng với pháp tính khác nhau chăng? Phật dạy không, vì sao? Vì thật tướng của sắc tức là pháp tính. Ý Phật muốn nói khi Bồ Tát thuyết pháp cũng không phá hoại pháp tính. Tu Bồ Đề hỏi sắc vân vân, cùng với pháp tính không khác, cớ gì chỉ quý pháp tính? Vì Phật đáp sắc không khác pháp tính nên tu Bồ Đề nạn hỏi. Nếu không khác, thời làm sao phân biệt có thiện ác trắng đen quả tu đà hoàn vân vân? Phật dạy sắc vân vân tuy không liều pháp tính song vì theo thế đế nên có phân biệt còn ở trong đệ nhất nghĩa đế không có phân biệt vì sao vì thánh nhân được đệ nhất nghĩa đế không có phân biệt gì nghe nói có giả đắc không mừng nghe nói không có giả đắc không lo vì chứng được pháp vô tướng nên cho đến mảy mảy pháp còn không thủ tướng vốn dị phân biệt có thiện ác người chưa chứng đắc thật tướng vì muốn đệ nhất nghĩa đế nên có chỗ phân biệt trong đây tự nói nhận duyên pháp ấy không có ngôn thuyết cũng không sinh diệt nhờ sạch nghĩa là rốt ráo không vô thủy không hỏi cớ gì trong đây chỉ nói hay không gọi là pháp đáp hết thầy có hoặc pháp hoặc chúng sinh nếu nói rốt ráo không thầy là phá pháp nếu nói vô thủy không thầy phá chúng sinh phá hai pháp ấy rồi thầy phá hết tất cả pháp trong đây bồ tát vì chúng sinh thuyết pháp cho nên dùng hai không để phá pháp và phá chúng sinh. Tùy còn có các không khác nhưng không sâu sắc, rốt giáo bằng rốt giáo không. Các không khác như lửa đốt cây còn lại than cho, rốt giáo không thời không có cho, không có than, có người nói. Hoặc nói đủ 18 không, không có lỗi vì được nói, nên nói hai không, tù bổ đề thưa. Nếu theo thế đế nên phân biệt có thiện ác trắng đen và các quả báo còn theo đệ nhất nghĩa đế, thời người phàm phu lẽ đã có thánh quả tu đà hoàn vân vân. Vì sao? Vì nếu trong thế đế hư vọng phân biệt có các hiện thánh, còn trong đệ nhất nghĩa đế lý đáng phàm phu là hiện thánh, tù Bồ đề phân biệt thật tướng, nói hy phàm phu khác, còn Phật nói đệ nhất nghĩa nhân tướng nên tù Bồ đề nói lý đáng phàm phu là bậc thánh. Phật đáp, nếu phạm phu phân biệt Biết đó là đệ nhất nghĩa đế, đó là thế đế. Thời lẽ đáng phạm phu có các quả thánh. Vì phạm phu thật không biết đạo, không biết phân biệt đạo, không biết hành đạo tu đạo, vốn gì được đạo quả. Phật nói bậc thánh có thể phân biệt, nên nói bậc thánh có thánh quả. Bây giờ tu bồ đề tự biết có lỗi, nên nói trong tính vô lượng, vô tướng vô động, làm sao thủ tướng, muốn lượng pháp vô lượng, làm sao cưỡng cho phạm phu là thánh quả, nên lãnh thọ lời Phật biết người hành đạo mới đắc quả người không hành đạo không đắc quả thế nên hỏi Phật tu đạo đắc quả chăng Phật đáp không lại hỏi trên kia Phật phân biệt nói tu đạo đắc quả sau nay nói không Phật đáp trên kia nói chẳng phải tầm chấp trước này vì tu bổ đề đem tầm chấp trước mà hỏi muốn từ đạo phát xuất quả như từ mè ép ra dầu nếu như vậy đạo với quả đồng hư dối thế nên Phật đều đáp không Người nghe sinh tâm nghĩ rằng nếu tôi không được vậy không tu lý đáng được, Phật dạy tu còn không được huống không tu, thì như hai người muốn đi đến một người đứng yên không đi, một người lạc đường cả hai đều không thể đến. Nếu không tu đạo còn không có được chút ít cái vui nhất tâm huống gì đạo quả. Nếu tầm thủ tướng mà tu đạo tuy có cái vui nhất tâm thiền định mà không có đạo quả, nếu tâm không thủ tướng tu đạo thời có đạo quả, thế nên Phật nói Bồ Tát hành bát nhã ba la mật không phân biệt tính hữu vi vô vi nên có đạo quả sai khác. Tù Bồ Đề hỏi, nếu như vậy, cứ gì Phật nói dứt ba kiết sự được tu đạo hòa có các phân biệt như vậy? Phật hỏi ngược lại rằng, ý ông nghĩ sao? Ông cho quả tu đạo hòa là hữu vi là vô vi chăng? Tu Bồ Đề đáp là vô vi phật dạy nếu như vậy trong vô vi có sai khác chăng tu bổ đẻ thưa thưa không bạch thế tôn phật dạy nếu không có phân biệt cớ gì ông nạn hỏi phật lại hỏi tu bổ đẻ nếu người thiện nam kẻ thiện nữ thông suốt hết thải pháp một tướng tức là vô tướng ở trong bà mùa giải thoát khi chứng niết bản khi ấy có phép để phân biệt hoặc hữu vi hoặc vô vi chăng tu bổ đẻ thưa không ý phật là chỉ tâm khi ấy là chân thật khi khác đều hư dối cớ sao ông vẫn nạn bồ tát hành bát nhã ba la mật không phân biệt hết thải pháp ở trong các pháp không nội không vân vân rất thanh tịnh tự mình không chấp trước cũng dạy chúng sinh không chấp trước nghĩa là dạy bố thí cho đến trí nhất thiết trùng trong đạo bồ tát đều dạy người khiến không chấp trước thí như người của phật biến hóa làm việc bố thí cũng không phân biệt bố thí không lấy thọ quả báo bố thí chỉ vì độ chúng sinh tầm bồ tát cũng như vậy vì sao vì kéo thông suốt các pháp tính kéo thông suốt là không thủ tướng pháp tính cũng không chú trọng pháp tính ở trong pháp tính không nghi không hối mà thuyết pháp không ngăn không trở ấp ngại thế là thông suốt pháp tính